Giới thiệu với các anh chị em, đây là hai con pet lần đầu lên hình. Hai con pet nhà mình. Vâng, rất là hớn hở. Rồi mình sẽ ra cái chỗ cái xích đu này ngồi nhé. À, còn đây là cái bát, nó có hai con tôm. À, mỗi thằng chó một con nhé. Đây là con cái đây. Đây là con đực này. Ê ê ê ê. À, cút ra. Để im. Đứng im. À, con thứ nhất. Bố lao bố tết. Nào, nhảy lên. Đây cơ mà. Tôm này. Mình giờ cao hơn 1 mét rồi mà nó vẫn nhảy lên. À. Con cái ăn rồi. Giờ đến là con đực. Phải đi ra. Thôi. Hết rồi. Ôi biến đi. Cút trang mày đi. Hết rồi. Cốm trên hồ lần đầu xuất hiện chó. Hết rồi. Nó tấn công tôi. À, ra đây. Nằm xuống. Nằm. Tốt. Dậy. Đi. Con kia. Nằm.